Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác trở lại với kênh youtube Hàng Nhật Quang Trường Hôm nay thì sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng đến tất cả các bác Đó là chiếc nồi Toshiba, nó có mã là GC-10VRK Thì chiếc nồi này em đã bán cho một chị khách và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách sử dụng Cũng như là tất cả mọi người đang sử dụng cái mẫu nồi Toshiba cao tần hút chân không này nhé à Mà chưa hiểu rõ lắm thì mình có thể là mình xem video này Rồi chiếc nồi này thì em đang bán cho chị ấy Và với giá đó là 1 triệu 900 nghìn đồng À, các bác thấy sẽ thấy rằng chiếc nồi Toshiba này rất là đẹp này đây giòn xanh như mới nhé đó chiếc nồi này gọi là hàng nước thì tất cả hàng bên em là em đều làm những cái hàng à, với một cái yêu cầu tiêu chuẩn rất là cao đảm bảo là hài lòng tất cả mọi người đây các bác có thể thấy là son này lòng son đẹp xuất sắc nhé chiếc nồi này là một nít à, sẽ nấu được khoảng tầm một cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Lòng nồi đẹp xuất sắc luôn các bác này. Đó và cũng chỉ có giá 1 triệu chín thôi à, thực tế là cái dòng này nó là cao tầng thế nhưng mà nó có hút chân không đó là cái công nghệ độc quyền của dòng Toshiba cơm của nó nấu thì cực kỳ là ngon đó. chứ không hẳn là cứ có áp suất bi là nó sẽ ngon hơn nhìn chung về cái chế độ nấu gạo trắng ấy thì dường như cái lời cao tầng và cao tầng áp suất nó có độ xem xem như nhau và mức độ ngon như nào thì còn phải phụ thuộc vào cái gạo của nhà mình đang sử dụng nhé các bác nhé Con nồi này thì nó là màu trắng, ngoại hình thì cũng rất là đẹp, không có xuất xát gì nhé Rồi, tiếp tục là mình sẽ nhìn qua một chút vào bên trên này Đây các bác sẽ thấy rằng cái ngoại hình của nó rất là đẹp này, không có xuất xát gì trên mặt luôn đấy ạ Phần nắp hơi này Rồi ok, ngay sau đây thì em sẽ vào hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bác thì tất cả lồi khi em gửi cho các bác ấy thì em đều dán tất cả các phím chức năng đây bằng tiếng việt để cho các bác sử dễ sử dụng nhé à, nếu mà trong quá trình mà các bác sử dụng khó 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 có khó khăn gì ấy thì uh, các bác có thể là sử dụng qua một cái ứng dụng uh, google dịch này nhé dịch trực tiếp này nó sẽ ra luôn đấy thì uh, đây thì em sẽ zoom lên một chút để hướng dẫn cho các bác này thì uh, đầu tiên các bác sẽ thấy rằng cái phần nó chữ đang nhấp nháy đây chính là ở một cái menu cạo trắng bên cạnh gạo trắng là gạo không vo, tiếp tục gạo lứt. Và phần này là lỗ cơm với uh, lỗ mạch. Đấy, phần này là, là cuối cùng nhá. Rồi nồi Nhật thì nó rất là đa dạng. Và đây là phím tắt này. Đây là menu này và hai phím mũi tên khi các bác vào menu các bác sẽ điều chỉnh dùng hai phím mũi tên này để, để mình điều chỉnh nhé. Đó các bác hãy lưu ý nhớ giúp em này. Và chỉnh giờ. Chỉnh giờ các bác hãy nhìn thấy cái hình cái đồng hồ chưa? Biểu tượng cái đồng hồ chưa? Thì mình hãy ấn giữ nguyên cái nút này giữ nguyên sau đó đồng hồ nhấp nháy là bắt đầu mình điều chỉnh mình điều chỉnh làm sao mới đúng với giờ Việt Nam là được rồi khi mà điều chỉnh đúng xong mình ấn new tiếp tục đây là phần hẹn giờ khi các bác chỉnh giờ xong thì mình sẽ đi hẹn giờ nếu nhà mình mà bận thì mình cần hẹn giờ thì các bác hãy sử dụng cái phím này nhé nó có giờ 1 giờ 2 có số 1 đây tất cả là nó đều có rất là chi tiết rồi Đấy, số 1 này số 2 này có có thể là chọn giờ sáng và giờ tối Giờ sáng và giờ tối thì các bác sẽ chọn à... chia làm 24 tiếng. Đó, buổi sáng là bắt đầu là từ 00 giờ cho đến 12 giờ trưa. Và giờ chiều nó bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 24 giờ cuối ngày. Cuối ngày các bác nhé. Đó, là một cái thứ hai đây là phím hôm cơm này. Đây là bắt đầu vào Ủa ấm Nó sẽ hiện 0 giờ đây. Đó, ủ được 1 tiếng nó sẽ hiện 1 tiếng và 2 tiếng nó sẽ hiện 2 tiếng. Và nếu mà các bác muốn kích nóng Mình sẽ nhấn một lần nữa này là bắt đầu nó hoạt động trong vòng là 9 phút nhé Đó Nói chung là con nồi này thì uh, Về tổng quan ngoại hình thì rất là đẹp Tiếp tục vào menu của nó nhé Menu các bác sẽ thấy rằng là Nó là gạo trắng này Mình chọn đúng vào gạo trắng nhé Sau đó tiếp tục mình sẽ vào các chế độ lấu Thì cái chế độ lấu đầu tiên Đây Đầu tiên thì uh, nó chính là nấu các nấu thường tiếp tục nấu gạo trắng comado này và gạo dai gạo giòn dai đó và nấu gạo cũ xốp tức là sẽ tùy theo cái mức độ mà gạo có bác để ở nhà ở một cái thời gian thì các bác cứ chọn nó gạo nó để lâu lâu mình gọn nấu tầm 65 phút này nhé Đấy Tiếp tục nấu thường này nấu nhanh nấu nhanh 25 phút nhé đó và một cái chế độ nữa nấu à, uh, sukuma nói chung là gạo bình nhật và tiếp tục là nấu cháo nấu cháo nhé nấu cháo 65 phút à, các bác lưu ý là như này này mình mà nấu cháo ở cái chế, chế độ nấu thường của gạo bình thường ấy thì nấu cơm bình thường ấy thì nó sẽ dễ bị giàn bị trào ra ngoài nhé mình nên chọn là chế độ nấu cháo và cuối cùng là chế độ eco, eco tức là chế độ nấu tiết kiệm điện. Rồi, tiếp tục. Khi mà các bác chọn sai hay là các bác không muốn chọn nữa các bác cứ ấn tắt hủy cho làm nó về bình thường. Chứ mình không phải nhấn thêm cái gì nữa. Tiếp tục là đến gạo không vo, gạo không vo thì cái gạo này thì bên mình cũng không có ăn các bác. Đấy, bên Nhật nó hay có gạo không vo. Nó gạo đấy con nó còn gọi là còn nguyên cám ấy. Đây là gạo lứt này. Đấy, các bác chọn đúng gạo lứt thì các bác cứ chọn vào. Sau đó mình nhấn nút nấu là xong. Đấy, hút chân không bắt đầu hoạt động và có cả khóa vung luôn. Còn bình thường mọi người mà không muốn chọn nhiều ấy, thì các bác sẽ thấy có một cái phím chọn nhanh và bên dưới là nó có điều chỉnh bơm hút chân không. Đó đó là một cái cài đặt chuyên sâu à, thì nhà sản xuất nó đã cài đặt mặc định sẵn rồi. Thì bắt đầu mình chọn vào chọn nấu nhanh này, chọn nhanh thì nó sẽ vào là chế độ nấu 55 phút nhá của gạo trắng này tiếp tục hoặc 45 phút đó hoặc 60 phút nấu cơm uh, mềm nấu cơm mềm đó các bác cứ chọn đấy là xong sau đó mình nhấn thêm nấu này rồi ok tiếp tục bên đây là lúa mạch này đó bên đây là chọn gạo lúa mạch nhé các bác nhấn một lần nữa là sang là nấu ngũ cốc đấy. và con này thì nó có chế độ nấu uh, nên men nướng bánh, đấy và hấp trứng. Đây, các bác sẽ nhấn menu này, tiếp tục, nó sẽ về cuối này nhé. Đây, đó là chế độ lấu ở bên dưới này. Và các bác sẽ thấy rằng cái thanh ngang này đang nhấp nháy trong màn hình, tức là đang ở chế độ đó nhé. Đấy, nướng bánh này, nêm men này, đấy. và hấp trứng này, đấy, rồi OK. Thì uh, tổng quan hôm nay thì em đã giới thiệu uh, chi tiết đến tất cả các bác. Uh, đó về cái chiếc nồi Toshiba cao tần hút chân không và cũng như là uh, cách sử dụng. Thì uh, các bác đang có nhu cầu về nồi cơm thì hãy liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Uh, em ở Kim Thành Hải Dương nhé Nồi cơm em rất là nhiều, rất là nhiều các các hãng khác nhau, ví dụ như Toshiba, Hitachi, Zuji. Panasonic Tiger, áo suất B và Tiger cao tần cũng có. thì chung các bác uh, chọn lồi thì các bác cứ chọn uh, uh, phù hợp theo với mình là được. Dụ và dụ như là cái tầm tài chính của mình khoảng tới đâu thì mình cứ lựa chọn tầm đó rất là rất hợp lý. Còn mỗi một uh, hãng thì nó có một cái công nghệ nấu đặc trưng khác nhau. thì chẳng có hãng nào nó giống hãng nào cả. thì tất cả các hãng nó đều hướng tới một cái mục tiêu đó là cơm ngon và đảm bảo chất lượng đến tay người sử dụng họ là nhà những nhà sản xuất lớn họ cũng có những cái nghiên cứu thị trường nhất định nên là em nghĩ rằng một số bác là với có một một cái tiêu chuẩn nó khá là lạ là cứ muốn tích hợp tất cả các công nghệ có hãng vào một sản phẩm thì em nghĩ là chắc chắn là điều đó là không bao giờ có đó các bác hãy phân tích một cách cụ thể ra là mình đang có nhu cầu với một chiếc lồi giá tầm hơn triệu thì trong cái phân khúc tầm hơn triệu đó thì mình cứ chọn những cái uh, mẫu lồi nào mà mình thấy màu sắc đấy và kiểu dáng hợp hợp với mình là ok Đấy, còn đâu về chất cơm thì ngon hay không thì cái này nó còn phụ thuộc vào gạo và cái hai là cách thức mình chọn lấu Đấy, và cái thứ, cái thứ ba nữa và nhiều người không mấy khi quan tâm đó là về cái vấn đề đổi nguồn đổi nguồn nếu các bác sử dụng một cái đổi nguồn công suất nó thấp quá thì nó sẽ không đảm bảo nhé nó không đảm bảo để việc là nấu cơm chín ngon đều Đấy, đó là một số lưu ý nhỏ nhỏ em nói trong một cái clip này nó khoảng tầm chục phút thôi các bác thì cố gắng có thể là xem kỹ thì sẽ hiểu được nhé xin chào và cảm ơn tất cả các bạn